Thưa quý vị, với mong muốn con sẽ có một mùa hè thật bổ ích, ý nghĩa, đồng thời nuôi dưỡng thiện tính, giúp con sống và nhận thức đúng đắn, nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con tham gia vào các khóa tu mùa hè. Đây là môi trường trong lành để các em học những điều hay lẽ phải, những lời Phật dạy, những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Mỗi năm, ngôi chùa này tổ chức từ 3 đến 4 khóa tu mùa hè dành cho các em học sinh cấp 2, cấp 3 và khóa cho các em sinh viên học trung cấp, cao đẳng, đại học trên khắp mọi miền Tổ quốc về tham dự. Mỗi khóa tu diễn ra trong khoảng một tuần. Ở đây các em được nhà chùa đài thọ tất cả các chi phí sinh hoạt như ăn uống, nghỉ ngơi, đồng phục. Đến đây, các em được rèn luyện tu dưỡng về đạo đức, kỹ năng sống và tấm lòng cởi mở, tình yêu thương chia sẻ với mọi người. Chúng ta biết ngôi chùa ngày xưa thì cũng là một cái ngôi trường. Chùa chính là một cái ngôi trường của làng để dạy con người ta sống đạo đức, sống thiện và hướng tới những cái điều cao thượng, tốt đẹp. Đó. Cho nên đúng là chùa không chỉ dành cho lễ bái mà bây giờ chùa trở thành một cái môi trường giáo dục cho con người ta hướng thiện, hướng đến những điều tốt đẹp. Khi mà xem những cái lời mà thầy giảng á, tôi đã khóc. Bởi vì đó là những cái bài học rất là bình dị ở xung quanh chúng ta. Bài học về lòng hiếu thảo, lòng biết ơn vân vân, chứ không phải là những cái gì nó quá cao siêu. Khóa tu mùa hè được các nhà chùa tổ chức với nhiều chủ đề khác nhau như về nguồn, hiểu và thương, chúc hạ vươn mình, gắn kết yêu thương. Mỗi chủ đề đều có những ý nghĩa tích cực, hướng vào giáo dục thế hệ trẻ, tình yêu thương, sẻ chia, biết ơn, giúp các em có lối sống lành mạnh, trách nhiệm hơn. Bên cạnh việc rèn luyện về nhân cách, tham gia khóa tu mùa hè, các học viên còn được rèn luyện về sức khỏe thông qua các bài tập thể dục buổi sáng, các hoạt động trải nghiệm. Lên trên này thì ngoài cái các cháu được rèn luyện chính là rèn luyện về đạo đức rất là sâu ạ. Hai nữa là kỹ năng sống và các cháu có thêm những cái tự tin khi trong giao tiếp, trong xã hội và cũng có những cái thời khóa mà sư phụ sẽ chia sẻ hoặc chư tăng sẽ chia sẻ cho các cháu về cái pháp Phật như ứng dụng với tuổi trẻ của các cháu. Tôi thấy là rất là phù hợp và các cháu là rất là hoan hỉ và vui khi các cháu tiếp cận ạ. Và lần đầu con vào đây là con không quên bạn nào ạ. Vài ngày sau con quen rất là nhiều bạn. Con được thầy dạy cho quả báo và nhân quả. Con thấy cái đấy rất là ý nghĩa và hay ạ. Về với khóa tu, các bạn trẻ hoàn toàn rời xa công nghệ, nhìn lại mình để có một lối sống tích cực, hữu ích hơn. Đó chính là thông điệp, là mục tiêu mà mỗi khóa tu mùa hè hướng tới, góp phần tích cực vào việc hướng các bạn trẻ có lối sống yêu thương, chia sẻ và trách nhiệm.